Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng tô màu bức tranh về nàng công chúa Bích đang ngạc nhiên này nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tứ đã tô màu bức tranh về nàng công chúa này rồi đấy. Để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo thì các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.